Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình có một cái video hướng dẫn các bạn cỡ làm 25 tóc cần STT. Thì hiện tại một tóc cần STT này có khoảng 50 mấy các bạn. Thì 25 tóc cần này có khoảng 100 mấy chục nhát anh em các bạn. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi setup để unlock 25% của tóc cần AirDrop, nó là 50% các bạn. Còn 50% kia thì có điều kiện các bạn phải mua IDO của nó các bạn. Thì sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn mua IDO các bạn. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn setup để mở khóa 25% tiếp theo các bạn. 25 tóc cần STT đó. Rồi, thì để mở khóa được thì các bạn cần copy phần link mô tả với video của bằng link thứ nhất của mình các bạn. Rồi sau đó các bạn mở cái địa chỉ VMAX của lab. VMAX ra nè. Rồi các bạn chọn vào một đáp nè. Các bạn dán vào người ta các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nữa các bạn. Rồi. STT USDT buy sell. Rồi các bạn connect ví đi các bạn. Rồi. Đây thì 25 tôi cần STT mình đã claim nè các bạn. Buy là mua chứ. Sell là bán, buy là mua hết ta. Buy sell. Vậy mình mua một STT nha các bạn. Mình có phải có cái đồng UST này bạn, thì mình có một cái video hướng dẫn các bạn chuyển mạng BNB Smart Chain Bet20 sang UST mạng Terra rồi đó nghe bạn. Rồi thì đây thì phí trượt nè các bạn chọn 10 đi các bạn, cái ra không nhầm nhò gì đâu. Rồi phí trượt mình chọn bao nhiêu vậy ta, 3 đi thôi các bạn, 10 thôi, swap luôn đi cho nó mau các bạn. Rồi còn bấm vào asset nha các bạn. Chứ đang quay video này mà chỉnh giá ga có 3% mà các bạn chờ lâu chết. Rồi bạn bấm xác nhận các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó chạy swap chút nha các bạn. Đầu vô cái dự án này thơm phức cơ ta. Rồi để các bạn check coi mình đã được 26 chưa. Sẽ chưa lên nữa ta. Rồi để mắc swap cái nữa ta. Rồi các bạn swap cái nữa nha các bạn. Rồi nó chưa lên các bạn ơi. Sao kỹ ta chạy chút coi. Để mình giao ga thoát lại các bạn, đôi khi nó chưa có cập nhật các bạn. Nó chưa cộng. Ok, mình giao ga thoát lại thì nó đã cộng rồi các bạn. Mới đủ tiền mình chứ. Rồi tiếp tục thì các bạn copy cái phần link thứ hai của mình nha các bạn. Rồi các bạn cũng dán vào địa chỉ dưới mắt nè. Cái này các bạn sẽ tách các bạn nhận lãi thêm nữa các bạn. Chờ này khá là ngon chứ. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn cũng connect ví nha các bạn. Rồi mình đã 26 có ví đàng hoàng rồi nè. Thì các bạn vào đây các bạn sẽ tách nè các bạn. Ở đây thì sẽ tách là lãi APR là 182% một năm nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái mục đầu tiên nha các bạn. Những mục này để nó hết rồi các bạn. Rồi đây thì các bạn chọn một STT nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Add Liquidity các bạn. Để mình ghép hai cái cặp này lại mình đi setup nha các bạn. Cái này cũng tương tự như Bull Farm. Rồi bạn bấm vào Asset nè. Rồi các bạn chờ nó lock phía mạng giúp các bạn xác nhận nè các bạn. Các bạn nhập mật khẩu mình vào nha các bạn. Rồi bạn xác nhận. Bull thì cũng đi nhận lãi. Mình bull thì mình nhận lãi tóc cần hàng ngày các bạn. Còn farm thì nó hơi mạo hiểm chút. Rồi các bạn chờ nó chết ra chút xíu nữa các bạn. Rồi. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào mục setup nè các bạn. Rồi mình đã. Rồi các bạn chọn mắt nha các bạn. Thì bạn ghép được 2 chấm mấy này trade in 1 ok. Rồi bạn bấm sẽ tắt nha bạn. Rồi các bạn xác nhận mật khẩu cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận nha bạn. Khi vào các bạn chưa có cái đồng này đâu các bạn. Mình vì cái đồng này mình đã sẽ tắt rồi hết một lần rồi đó, hết một token STT rồi đó. Giờ mình sẽ tắt lại lần nữa đó các bạn. Là mình làm hai cái video.
Rồi đây là balance sheet của mình các bạn. Ở đây thì bull. Bạn nào muốn bull thì cũng tương tự thôi các bạn, mà mình không có khuyến khích các bạn bull nha các bạn. Bull thì các bạn bull cái đồng STT này với USDT, UST này thì các bạn nhận lãi thôi các bạn. Thì các bạn nhập vào bấm thì USDT thì các bạn sẽ nhận lãi. Chắc mình sẽ bull con này quá. Chứ mà để cái đồng STT với cái đồng UST thì cũng không có làm cái gì. Rồi, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn mở khóa 25% tốc cần STT đến đây kết thúc các bạn. Sau này mình sẽ cập nhật dự án tiếp theo cho các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.